Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Khánh Han TV. Đây là cây dâu tây Nhật Hana. Ngó của nó đây các bạn này. Và đây là cái cây mà nó cũng từ cái ngó, tức là mình xem nào. 1, 2, 3. Tức là đây là cây mẹ của nó các bạn nhé. Và đây là cây con, cái ngó. Nó rất là to rồi, mặc dù là mình trồng ở dưới đất nhưng mà nó có một vài trận mưa thì nó đã bắt đầu có cái biểu hiện phát triển rất là mạnh, nhưng mà nó đất cho nên nó rất là bẩn. Và cái việc các bạn trồng dâu tây dưới đất thì các bạn phải tú rơm hoặc là tú những cái màng lưới đen để cho nó cái dâu tây nó sạch khi có quả nhá. Đây, cái ngó của nó rất là tiềm năng, rất là đẹp, và những cái cây này thì chúng ta nhân giống rất là ok luôn. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái nội dung, thì sau khi xem video này á, các bạn sẽ biết về cái việc mà chúng ta mua những cái dâu tây già và những cái dâu tây có quả, thậm chí là những cái dâu tây có chậu luôn, thì cái kết quả của các bạn sẽ như thế nào, thì mời các bạn xem video. Đây là cái dâu trong chậu mình chơi Tết các bạn nhá. Thì có nhiều bạn á là gửi cái video, gửi cái hình ảnh cho mình là mua dâu tây trên mạng, dâu tây già, dâu tây có quả đẹp rồi các bạn trồng. Nhưng mà mình nhắc lại các bạn này, các bạn đừng có hy vọng mua những cây dâu đấy về trồng nó cũng đẹp như vậy. Nếu như các bạn không xem cái video này thì các bạn hoàn toàn thất vọng. Vậy thực chất nó như thế nào thì mời các bạn tiếp tục xem video. Và mình nhắc lại các bạn là mình trồng dâu tây thuần thiên, mình rất ít dùng các loại phân thuốc bảo vệ thực vật. Và nếu các bạn muốn mình chia sẻ thì để video sau mình sẽ làm một cái video để mình nói các bạn, nếu các bạn hiểu hơn. Thứ nhất á, là dâu tây thì là một cái cây mà nó sinh sản vô tính, có nghĩa là nó đẻ nhánh, nó có thể đẻ rất là nhiều nhánh, và ngoài cái việc đẻ nhánh thì nó còn ra cái ngó. Thế thì khi các bạn mua dâu tây về á, là các bạn thường có tâm lý là trồng thì để nó ra cái cây, cái quả nó đẹp như vậy, nhưng mà không phải các bạn nhá. Để mình nghe điện thoại thì các bạn đang nói chuyện với các bạn có điện thoại, thường thì nó bị mất dòng suy nghĩ các bạn. Xin lỗi các bạn, cắt cái câu chuyện đang nói chuyện với các bạn. Mình có tư vấn và trồng cả sâm ngọc linh luôn nên là có nhiều những cái thông tin mà có thể là đang nói ngắt các bạn không thích. Nhưng mà thế này, những cái dâu mà nó có quả có đẹp thì dù các bạn có mua về đi chăng nữa thì các bạn trồng nó không bao giờ đẹp được. Nếu như các bạn không xem và không hiểu những cái video như mình chia sẻ, mình không biết là nhiều bạn cứ trách mình, nhưng mà đây này, mình nhắc lại, đây là những cái cây dâu Tết nhá. Mình mua nó rất là đẹp, rất là xum xuê. Và cái quả thì mình cũng đã lấy hạt, mình chia sẻ cho các bạn, một số bạn rồi, mình chia sẻ miễn phí cho các bạn. Và sau đó thì cái cây mình trồng ở đây, và các bạn biết là cái cây dâu này mình trồng chắc là cũng hơn một tháng rồi. Thì khi mà trồng xuống thì những cái cây dâu này nó bắt đầu phát triển, sau một tháng thì nó phát triển. Và bây giờ các bạn thấy đây này, đây, cái gốc của nó này, cái ngó thứ nhất rất là xấu, nó có ra một cái quả. Sau đó nó tiếp tục ra một cái ngó, tức là các bạn cứ tính là F1, F2, nhưng mà thật ra không, đây không có F gì các bạn nha. Và cây là kênh thứ ba này, và tương lai nó ra cái đây, thì nó cứ thế nó nhân giống. Và mình cũng chia sẻ các bạn rồi, là đây là một cái cách nhân giống sau một năm thì các bạn có một vườn dâu tây là đây, thực tế đây đúng không các bạn không? Đó, mình làm thực tế, rất thực tế đúng không ạ? Các bạn nên nhớ là cây dâu tây này mình chưa hề tưới phân NPK nha, và chưa có bón cái phân hữu cơ humic organic, mà mới chỉ có là bỏ phân bò xung quanh thôi. Và cái khu vực này thì có phân bò, thế nên cái phân cái cây dâu con này này là nó cắm xuống thì là bắt đầu cái rễ nó ra, thì nó gặp phân hữu cơ phân bò, đó là nó phát triển rất là mạnh. Và các bạn nên nhớ rằng là không bao giờ các bạn hy vọng là cái cây dâu gốc á nhá, không bao giờ cây dâu gốc là nó phát triển mạnh để nó có quả đâu. Thứ nhất là nó thường bị trột đi, nó rất là xấu. Nhưng cái vấn đề là nó sẽ cho các bạn ra được những cái lứa ngó, những cái cây con đây, nó rất là đẹp. Đấy, các bạn thấy chưa? Đây là minh chứng nha. Đây là cái dâu này thì nó chưa ra ngó đâu. Cái cây này thì nó đang phát triển mạnh chưa ra ngó. Nó bản thân nó thì nó cũng đẹp, cũng có thể là đẹp, rất đẹp. Nhưng mà tất cả những cây ngó của nó thường là đẹp hơn. Và các bạn không hy vọng nha, không hy vọng những cây dâu tây có quả, có hạt đẹp, các bạn trồng, mua về trồng và nó sẽ đẹp như cái cây dâu tây trên mạng là đâu. Cho nên là đừng có hy vọng. Và các bạn phải biết được một cái quy luật, đó là các bạn về các bạn chăm sóc cái cây dâu gốc đó, nó thành những cái cây dâu để cho nó ra một cái lứa giống đẹp, và các bạn nhân giống thế thôi, chứ còn đừng có hy vọng nó đẹp các bạn nha. Bởi vì là các bạn biết là cái giống thật rồi nha,
các bạn biết là giống thật rồi. Cái giống thật, cái việc mà quả đẹp, chuẩn giống thì mục đích cuối cùng là về để chúng ta trồng lấy giống, chỉ đơn giản vậy thôi hả. Và đặc biệt là cái dâu mà sạch bệnh nữa thì càng ok. Và đầu tiên là các bạn phải trồng những cái dâu gốc xuống, nó thuận đất, thuận trời, thuận thiên, thuận cái khu vực, thuận thổ nhưỡng, thuận nước nha các bạn nữa. Bởi vì các bạn nên nhớ là nó có nhiều yếu tố, bởi vì tự nhiên là cái thời tiết ở mỗi nơi mỗi khác, trong cái biên độ nhiệt độ của mỗi nơi mỗi khác, và cái nước của các bạn thì cũng có thể là nước phèn, nước không phèn, và nó cần một cái thời gian thay đổi rất là dài, thì khi đấy nó mới kiểu như là nước là cái nó mới đáp ứng được. Cũng như các bạn đang ở nông thôn mà các bạn lên thành thị các bạn sống, hoặc là các bạn đang ở thành thị và các bạn ở nông thôn về sống, thì các bạn phải có một thời gian để thay đổi và đáp ứng. Khi đấy thì cuộc sống nó mới dần dần nó thay đổi. Và cái cây nó cũng như vậy, dâu tây đặc biệt nó cũng như vậy thôi. Các bạn cứ nghĩ đơn giản như vậy là các bạn sẽ trồng dâu tây ok. Và nhắc lại, khi mua dâu tây trên mạng về thì đừng có hy vọng là các bạn trồng to nó đẹp nhá, to đẹp quá như người ta. Nếu như các bạn không biết cái này, có nghĩa là nó chỉ có lớn lên nhá, nó lớn lên, và nếu có đẹp đi chăng nữa thì nó cũng có như này thôi, chứ còn nó không phát triển mạnh, chỉ có những cái cây ngó, cây con của nó này. Đấy, các bạn thấy chưa, cây ngó của nó này. Và đây là các bạn biết không, các bạn chọn những cây ngó tốt nhất và bạn bắt đầu nhân giống, và các bạn nên cố gắng chăm sóc những cây dâu như thế này này, thì nó cho ra các bạn rất là nhiều ngó. Và các bạn thấy rồi, những cái cây dâu của mình thì nó bị bệnh và nó bị nấm á, và mình không có chữa nó bằng cách là mình, bởi vì cây dâu trước đây của mình từng trồng hana thì nó bị nấm mắt cua rất là nhiều, và nó khả năng nó hỏng, mà nó hỏng rất là nhanh. Và mình mua cái chậu dâu khác để mình nhân giống, mình biết chọn giống rồi, mình biết nhật hana rồi, biết quả rồi, thì trồng nó xuống và nhân giống nó ra thôi đó. Chứ đừng hy vọng các bạn nha, đừng hy vọng mua về để trồng đẹp người ta, quá to quá đẹp, người ta đào cả loạt, người ta bó bông bầu, người ta gửi cho các bạn, các bạn nghĩ là về trồng giống người ta không được, mà phải qua một quá trình. Mua dâu tây trên mạng về là phải qua một quá trình như thế này nhá. Đấy, đấy, cái cây này thì ngày mai nó đẻ ra thì sau một năm thì nó rất là nhiều. Đây các bạn thấy nó đẻ ra rất là nhiều này nhá, nó càng mập, cái ngó càng ngập mập như thế nào thì cái cây nó càng to thế, rồi cây càng to thì nó càng tiềm năng. Và ở đây thì các bạn chỉ cần bơi ra xung quanh, các bạn bón các loại phân hữu cơ thì nó tốt mù mịt luôn nhá. Xong bắt đầu tủ rơm, tủ lưới đen, mục đích là để cho nó khỏi đất nó khỏi văng lên. Đấy các bạn thấy không, quả mưa chỉ một trận mưa hoặc các bạn tưới nó văng đất lên thì làm cho cái quả dâu nó không có đẹp và nó không có vệ sinh. Đấy, dẫu sao thì các bạn phải tách ra, có thể tủ rơm, tủ cái gì mà nó thuộc về hữu cơ, lá cây, lá của cái lá dừa khô hay là tức thước ra, hoặc là cái cây cỏ khô á, mà nó vừa ẩm, giữ được ẩm và nó có độ thưa, chứ còn đừng có bịt cái mặt đất thì cũng không tốt lắm các bạn nhá. Đấy, cho nên các bạn hết sức lưu ý, mua dâu tây về đừng hy vọng, và cần phải có một quá trình như vậy. Nhớ nha, mua dâu tây trên mạng về, và đặc biệt là những cái dâu có quả tốt đẹp, thì đừng bao giờ hy vọng nó giống người ta nếu như các bạn không biết quá trình này. Hy vọng các bạn sẽ hiểu cái ý mình chia sẻ, và các bạn kiên nhẫn xem đến video này thì mình tin tưởng là các bạn sẽ trồng dâu thành công. Và cảm ơn các bạn đã xem video, và các bạn có thắc mắc gì thì hãy nhắn tin cho mình qua số Zalo 0905243033, và đừng bao giờ mất kiên nhẫn, và đừng bao giờ chê mình nói dai nói dài. Các bạn nghe mình nói dài được và nhiều video vậy là có thể là các bạn đã rất quan tâm đến việc trồng dâu tây, và mình tin tưởng là các bạn sẽ thành công. Các bạn thấy chưa, có một cái những cái cây dâu tây mà đó, nó đã già thì mình cứ nhặt đi, mình dọn đi, và nó thay toàn bộ cái áo mới luôn nhá. Đấy, đây là cây nhật hana, và chỉ có những cái lứa sau và gọi là cái đời sau thì nó mới tốt mới đẹp được, chứ đừng hy vọng những cây dâu mua về trên mạng về nó sẽ đẹp như nhà vườn. Đó là một sai lầm. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn luôn sức khỏe và luôn bình an trong cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.